Trong video lần trước trên Cảm Thể Thao, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu qua 5 gương mặt sở hữu những cú backhand hay trái tay hay nhất mọi thời đại trong bóng bàn. Có thể thấy, những cú backhand là một kỹ thuật vô cùng quan trọng và khó thực hiện. Thực hiện tốt một cú backhand sẽ giúp cho các tay vợt thắng điểm ngay sau khi thực hiện, hoặc cũng có thể giúp cho họ có thêm nhiều thời gian để phòng thủ. 5 gương mặt tiếp theo sẽ góp mặt trong phần 2 của video Top 10 tay vợt bóng bàn sở hữu những cú trái tay điệu nghệ nhất mọi thời đại. Hãy cùng Cảm tìm hiểu xem. Michael Mays. Michael Mays sinh vào ngày 1 tháng 9 năm 1981 tại Fes, Đan Mạch. Tay vợt nổi tiếng người Đan Mạch, Michael Mays nổi tiếng trong làng bóng bàn thế giới bằng chiếc vô địch châu Âu năm 2009 sau khi đánh bại Timo Boll của Đức trong trận chung kết. Sau chiếc vô địch 2009, sự kỳ vọng của người hâm mộ được đặt hết cao vào vai của Michael Mays. Người ta tin rằng anh tương lai sẽ là một Timo Boll thứ hai của châu Âu. Nhưng sự nghiệp của nam vận động viên lại không mấy suôn sẻ khi anh liên tục mắc phải những chấn thương và không thể ra sân thi đấu thường xuyên. Thế nhưng, bấy nhiêu đó khó khăn là không đủ đánh gật tinh thần của chú lính chì Đan Mạch này. Dù có số lần ra sân thi đấu ít ỏi, nhưng mỗi trận đấu có sự góp mặt của Michael Mays luôn mang đến cho người xem những cảm xúc rất tuyệt vời, cùng kết hợp với những kỹ thuật đỉnh cao. Giống như Dmitry Ovcharov, Michael Mays nổi tiếng với các cú giao bóng cực kỳ khó chịu. Tuy sở trường của Mays là những cú thuận tay, uy lực, độ xoáy cao, nhưng kỹ thuật trái tay của tay vợt người Đan Mạch cũng không thua kém bất kỳ một tay vợt đẳng cấp nào trên thế giới. Kỹ thuật backhand là một trong những kỹ thuật được Michael Mays sử dụng rất nhiều và thuần thục trong các trận đấu. Cú trái tay từ cái tay trái kỳ diệu của Michael Mays đi rất hiểm, xoáy và hướng về phía góc bàn với một tốc độ cực cao, khiến cho đối phương rất khó phán đoán cũng như đánh trả. Werner Schlager. Werner Schlager sinh ra và lớn lên tại Áo. Anh bắt đầu chơi bóng bàn từ khi lên 6 tuổi. Thành tích đáng nể nhất trong sự nghiệp của tay vợt này là chức vô địch thế giới vào năm 2003. Sự thành công của Werner Schlager đến từ những pha giao bóng có độ xoáy và cực kỳ khó chịu. Mỗi khi ra sân, Schlager đều mang đến cho khán giả những pha bóng mạnh mẽ, máu lửa trong từng pha thi đấu. Cùng với đó là sự nhạy bén, toàn tính chiến thuật rất chi tiết trong mỗi đường bóng. Trong sự nghiệp đầy vinh quang của Werner Schlager sẽ thực sự thiếu sót lớn nếu như không kể đến những pha trái tay vô cùng tinh tế và mạnh mẽ. Cựu vô địch thế giới người Áo có khả năng sử dụng backhand để xoáy bóng lên trên rất đẳng cấp. Hầu hết những vận động viên bóng bàn sẽ sử dụng 100% sức mạnh của mình vào những pha tấn công để buộc đối phương phải phòng thủ. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng với Werner Schlager. Thay vì dồn hết sức vào một pha trái tay uy lực để đối phương phòng thủ, Werner Schlager sẽ chủ động hất cổ tay nhanh, khiến cho đối phương phải chủ động di chuyển và phán đoán tình huống vất vả. Chính cái cổ tay nhanh giúp cho tay vợt người Áo dồn một lượng sức lớn vào trong những pha bỏ nhỏ, cũng như biến tình huống trái tay trước đó thành một pha đánh thuận tay nhanh chóng. Werner Schlager có thể chơi trái tay rất tốt ở gần bàn hoặc xa bàn. Jack Roscoff. Thế hệ người xem bóng bàn 7X, 8X trên thế giới chắc hẳn không thể nào quên được tay vợt Jack Roscoff. Ông sinh năm 1969 ở Đức. Cựu vận động viên này đã vô địch giải bóng bàn châu Âu 1992 và đang là huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển bóng bàn Đức. Đến nay, những kỹ thuật bóng bàn của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều những tay vợt trẻ sau này như Vladimir Samsonov và được áp dụng rộng rãi vào các chương trình đào tạo bóng bàn trên khắp thế giới. Jack Roscoff sở hữu cánh tay dài và khả năng hất bóng rất mạnh. Sau khi đối phương trả giao bóng, Jack Roscoff sẽ lập tức thực hiện một pha trái tay rất nhanh và mạnh về phía cuối bàn, khiến đối phương không kịp phản ứng. Những cú trái tay của ông có tốc độ nhanh, độ hiểm hóc cao, bóng đi xoáy và khiến cho đối thủ cũng như cầu thủ viên trên khán đài phải há hốc mồm kinh ngạc. Zoran Primorac. Zoran Primorac sinh năm 1969 là tay vợt bóng bàn nổi tiếng trong lịch sử Croatia. Zoran Primorac là vận động viên bóng bàn duy nhất cho đến thời điểm này từng thi đấu tại 7 kỳ Olympic. Thành tích của ông cũng rất đáng nể với một huy chương bạc ở Thế vận hội năm 88 diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, huy chương đồng tại giải vô địch thế giới năm 93 và hai huy chương bạc liên tiếp tại sân chơi này vào các năm 98 và 2000. Tại Đại hội Thể thao Địa Trung Hải trong nội dung đơn nam, ông từng giành huy chương vàng vào năm 87.
Xếp hạng cao nhất của Zoran là hạng 2 thế giới vào năm 98. Tuy không thể vô địch sân chơi World Cup cũng như Olympic, nhưng khi nhắc đến Zoran Primorac, các đối thủ của ông sẽ rất e ngại về những cú backhand đầy dũng mãnh. Tay vợt huyền thoại người Croatia là tay vợt bóng bàn có phong cách thi đấu rất lãng tử và ung dung. Ông được nhiều người mô tả là có sức hút lạ kỳ khi mỗi lần đứng trước bàn. Cú trái tay nổi tiếng của ông đã được đưa vào sách giáo khoa và được xem như là một trong những kỹ nghệ thuần thục trái tay cho mọi vận động viên trên thế giới. Chính sự thành thạo về kỹ năng backhand đã giúp cho Zoran Primorac được bình chọn là tay vợt bóng bàn hay nhất thế giới của thập niên 90. Bên cạnh Jean-Michel Savary, Jean-Philippe Gatien và Jan-Ove Vanner. Fan Zhendong. Tên bậc thứ hai của Trung Quốc góp mặt trong danh sách này là một cái tên rất quen thuộc với những ai say mê theo dõi bộ môn bóng bàn trên khắp thế giới. Fan Zhendong, sinh năm 1997, là một trong những vận động viên bóng bàn sáng giá và có thành tích đáng nể nhất của bóng bàn Trung Quốc những năm gần đây. Hiện tại, anh đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng bàn thế giới. Tính đến thời điểm tháng 8 năm 2021, việc Fan Zhendong liên tục vươn lên trở thành một trong những vận động viên bóng bàn hàng đầu thế giới đã giúp anh thu hút một lượng lớn người hâm mộ với hơn nửa triệu người theo dõi trên trang mạng xã hội Weibo. Năm 2016, Fan Zhendong đã giành được giải thưởng ITTF Star Point Award, được đề cử cho ngôi sao nam xuất sắc nhất hàng năm từ 2013 đến 2016. Là một vận động viên cầm vợt thuận tay phải, Fan Zhendong chỉ bóng bàn theo phong cách tấn công máu lửa, khả năng di chuyển linh hoạt để tung ra những cú đánh thuận tay đầy uy lực kết liễu đối thủ. Tuy nổi tiếng với những cú thuận tay thần sầu quỷ khóc, nhưng kỹ thuật chơi bóng trái tay của Fan Zhendong cũng được nhiều chuyên gia nhận định là rất đẳng cấp. Tay vợt người Trung Quốc nổi tiếng là một tay vợt có lối chơi thông minh, giao bóng có độ xoáy cao, cùng khả năng trái tay không chê vào đâu được. Giống nhiều tay vợt khác, Fan Zhendong sẽ thực hiện cú trái tay vào từng tình huống chứ không lạm dụng kỹ thuật này. Anh có thể sử dụng backhand với lực và độ xoáy lớn để đẩy đối phương ra xa bàn, sau đó có thể dùng một cú bỏ nhỏ hay một cú dứt điểm uy lực để đánh bại đối phương. Dù không thể giành được huy chương vàng đơn nào tại Olympic Tokyo vừa mới kết thúc cách đây không lâu sau thất bại trước Ma Long, nhưng với màn thể hiện đỉnh cao tại nội dung đơn nam cũng như sự xuất sắc của anh khi đánh bại T-Mobile trong trận chung kết đồng đội nam, góp phần đưa đội tuyển bóng bàn Nam Trung Quốc giành tấm huy chương vàng tại Olympic Tokyo. Đó như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Fan Zhendong.